Tỉnh luôn, cô tỉnh hả? Tỉnh, ông vô ông nội em á. Chắc chẳng thấy người nhà ở đâu đâu. Đi làm bị đánh hả? Hả? Có không? Có nhớ sao bị đánh không? Bây giờ tỉnh chứ, hỏi tỉnh chứ. Muốn tên gì? Hả? Hiểu không hả? Mổ xong rồi nhá. Đến không hả? Con này nó đánh tôi. Con